Ay, Dudu. Chưa chưa rút, thằng Giao đã rút nhanh thế. Này nhờ. Phải đúng không? Xong rồi đúng không ạ? Thế này. Đấy, thế nào kéo nhá. Gập chân vào đi. Chân chân. Kéo chân kia. Nhấc chân lên. Nhấc lên. Lấy tay kéo lên. Lấy tay kéo vào bụng. Và cầm cái tay, hai tay ôm đầu gối cho bà. Đấy, kéo đi. Đấy, kéo mạnh vào. Thế, đúng rồi, cô giỏi gái thế này. Đấy, xong làm chân này. Đấy, thấy các bà về làm được thế không? Đấy, còn chân, còn mạnh hơn Đúng rồi. là đôi. Kéo mạnh vào. Tóm lại là cụ lười vận động, thế Đúng thôi. rồi. Đấy nhá. Thế là cụ biết cái câu ấy rồi đấy nhá, bác sĩ bảo nhá, không ai bảo cụ đâu nhá, Đây, nói ra mình bảo các con bảo nói đây láo nhá. nhá, thoải mái nhá, làm trong 1 2 tuần nó đi lại bình thường, điện cỗ bình thường. Đấy, kéo vào. Đấy, nếu mà không gặp được bây giờ gặp được thế này này. Nào, cụ kéo nó con xem nào, kéo lên. Thế là được rồi.